Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay cái lô BBS 6 số tự ngắt, mã số là OS900 của em nó đã về đầy đủ nhé. Cái lửa sau này em đã nhờ người Trung Quốc người ta sơn lại luôn từ bên đấy nhé. Nếu như bình thường như mọi năm đấy, mà những cái lúc mà hàng hóa nó không cấm biên vẫn về bình thường ấy, thì mình có nhờ người ta sơn, người ta cũng đấy là không phải nhờ mà là thuê người ta sơn đấy, nhờ mất tiền đấy, nhưng mà người ta cũng chẳng có thời gian là sơn cho mình. Nhưng mà tại vì năm nay ở bên Trung Quốc đang khó khăn quá, biên tắc, thế là các ông chủ không bán được hàng về Việt Nam. Bán về thì bên Việt Nam cứ mua nhiều xong là không biết bao giờ về được thì cũng chả muốn mua nữa. Đấy, thế là bây giờ Trung Quốc người ta rảnh, thế là người ta mới mình thuê người ta sơn là người ta mới sơn cho mình. Còn chứ bình thường ngày xưa thì chỉ có lô nào mà người ta sơn sẵn từ cái lúc mua đấy, đấy thì mới được thôi. Cái công nghệ sơn của bên Trung Quốc này thì nói chung là nó không khác gì với lại những cái vỏ tay mic mới luôn. Việt Nam mình vẫn còn kém rất xa các bác nhé. Đấy, Việt Nam mình những cái nơi mà quảng cáo là sơn ô tô tiếc ấy, đều kém xa hết. Cái lô này ruột gan này còn rất đẹp các bác nhé. Đây, dòng 6 số và có tự ngắt nhé. Cái đầu thu này bác nào mà chơi BBS cái mã S390 ấy, thì nhìn phát là biết ngay. Nó với đầu 390 là một đấy. S390 GS là một đấy. Bên kia nó kẻ cái tên khác đi thôi. US900. Đấy, rất đẹp các bác nhé. Không có một vết xước nào luôn. Cái dòng cái mã mà series S này ấy, thì nó dùng vừa karaoke gia đình, phòng hát và cho anh em sự kiện xô chậu được hết nhé. Sóng rất là ổn định và hát nhẹ, dễ hát, tiếng rất là hay. Các bác mua mic bãi thì cũng đừng quá quan tâm đến cái hình thức bên ngoài, đừng quá quan tâm đến hình thức bên ngoài trừ khi nó không xấu quá được. Còn mua mic bãi quan trọng nhất vẫn là cái ruột gan bên trong. Đấy, như cái lô này em chọn này, đấy, bác thấy những cái nhựa bên trong này, không nói ruột nhé, ruột thì như mới tinh rồi. Ngay cả những cái nhựa bên trong này nó vẫn còn sáng bóng này, đấy, có nghĩa là nó ít sử dụng hoặc là nó vẫn còn khá là mới. Còn những cái dòng đuôi chuột này thì lấy kẹp pin là coi như là gãy hết. Đấy, nếu mà không bẻ ra thì đút cái pin sạc vào không may được, rất là chặt. Đây em cho các bác xem. Đây hai tay mic này, một cái là của bộ khác nhé, một cái là của mã khác, cái mã đầu nhỏ mà chiều em quay ấy. Mã đầu nhỏ là sơn zin ấy, nguyên bản ấy. Và còn đây là bên Trung Quốc người ta sơn lại nhé. Đấy, nếu mà em mà không bảo sơn lại thì chắc có khả năng là rất nhiều người nhìn không biết là sơn lại hay là sơn zin luôn. Đấy, đây là hai mã nó khác nhau, nó khác màu thôi, chứ còn chất sơn ấy, với lại cái độ bóng này, cái độ bám chắc thì nó như nhau luôn, không khác nhau một tí gì cả. Và ở đây các bác nhìn nhé, không nhìn thấy một cái vết sần sùi gì luôn, không có một tí vết nào gọi là sần sùi, nói chung là y như kiểu là vỏ mic mới ấy. Đẹp xuất sắc. Giá là 2 triệu một bộ các bác nhé, 2 triệu một bộ, bao hay, bao ship, đầy đủ dây giác chống lăn các bác nhé. Còn ngày mai là mùng 1 tháng 7. Đấy, nếu mà ngày mai anh em nào chuyển khoản được thì em tính luôn giá là 2 triệu bao ship cho các bác nhé. Đấy, ngày mai anh em nào mà chuyển khoản được thì giá tính luôn là 2 triệu bao ship và đầy đủ dây giác cho một cái bộ mic BBS 6 số tự ngắt. Cái giá này mà đẹp, hàng đẹp như này chắc là các bác không đi mua ở đâu được đâu. Đấy. Vì ruột gan nó còn mới tinh này. Thế là tất cả các chức năng của nó hoạt động rất là ok các bác nhé. BBS này chất âm của nó thì từ trước cái này thì chưa một ai có thể chê được. Có những cái mã nó hát nặng, mà có những cái mã nó hay lỗi, nhưng mà em làm BBS em rất là kén chọn nhé. Đấy, tại vì làm nhiều năm rồi mà, những cái mã nào mà nặng khó hát và những cái mã nào mà hay lỗi vặt ấy thì không bao giờ em làm. Em chỉ làm những cái mã mà em chọn thôi, vì em đã làm nhiều lần rồi đấy, cảm thấy nó ok đấy thì em mới làm. Mã này các anh em hát gia đình thì ai cũng có thể hát được luôn. Đấy, đây là đang tự ngắt rồi nhé. Khi tự ngắt thì nó nháy chữ lên. Bây giờ tín hiệu bên ngoài là nó sẽ không thu nữa. Nhấc lên hoạt động bình thường. Alo. 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Nếu mà nói về cái độ chất âm sạch sẽ, dày tiếng thì BBS này nó đứng nhất nhì ở bên kia, bên Trung Quốc rồi. Đấy, còn cái độ bền của nó thì trong tất cả những cái dòng mic em làm ấy thì chưa có một cái loại mic nào mà độ bền vượt vượt qua được cái bọn BBS này các bác nhé.
Đấy, rất là bền. Số lượng thì chắc là có tầm gần 20 bộ thôi. Nhà cũng giải ở đây rồi chứ em chưa đến. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Những bác mua lần đầu nhé thì vui lòng cọc giúp em 100.000 tiền cước thì em mới ship nhé. Đấy, nếu mà không cọc thì em sẽ không ship. Sau khi nhận hàng, các bác kiểm tra mà hàng đẹp, đúng hàng như này thì các bác thanh toán nốt nhé. Còn nếu mà không đẹp như này, không như trong video ấy, thì các bác không nhận hàng và hoàn hàng lại cho em. Xin chào và hẹn lại các bác trong những clip tiếp theo.